xem nghĩ cách gì đi chứ. Hỏi vay vài triệu, cùng lắm là vài chục triệu thì may ra còn được. Đùng một cái tiền tỷ, lấy đâu ra? Không ra thì cũng phải ra chứ. Không lẽ ông nhìn chúng nó giết con mình à? Hay là thế này, mình sang nói với thằng Khoa, dù gì chúng nó vẫn chưa ly dị, đây là nợ chung, thằng Khoa phải có trách nhiệm chứ. Bà bị điên à? Bà xem cái cách thằng Khoa nó hành xử như thế, liệu nó có giúp hay không? Đến tôi không thể giúp được chứ lại. Chưa kể là con Thương nhà mình vay tiền lại còn đầu tư chung với nhân tình của nó nữa. Mà tất cả cũng là tại bà, chiều con cho nó lắm mà. Sao lại tại tôi? Tất cả là tại cái đứa con dâu quý hóa của ông ấy, cho nên mới đẩy con Thương đến cái chỗ bi đát như thế này. Tất cả là tại cái Thương xen vào hạnh phúc gia đình nhà người ta, không liên quan gì đến cái Khánh hết. Cũng tại vì cái suy nghĩ lệch lạc của bà, cái chiều con vô lối của bà ấy, thì con Thương nó mới như thế. Bà về nghỉ đi, tôi ở lại đây với con được. Ông xem, con mình như thế này mà ông bảo tôi nghỉ thế nào được. Ôi, bố mẹ, chị thế nào rồi mẹ? May mà cấp cứu kịp con ạ. Chị còn ra vác mặt đến đây cơ à? Ôi, mẹ. Trời đất ơi, chị thấy con tôi ra nông nỗi này, chị hả lòng hả dạ lắm phải không? Mẹ, làm sao đây? Bà nói cái gì đấy? Chứ lại không à, chỉ vì chị mà con Thương mới ra nông nỗi này, tan cửa nát nhà đến nỗi phải tự tử. Trời ơi, sao tôi lại có cái đứa con dâu như thế cơ chứ? Ôi mẹ, bà có biết đây là đâu không mà ăn nói cái kiểu ấy? Ông đừng có mà sĩ diện, lúc nào cũng chỉ sợ mất mặt thôi. Cái đứa con dâu mà nó bôi dò chất chấu vào mặt cả nhà thì lúc nào cũng bênh châm chọc ra. Ôi mẹ, trong khi con gái mình thì hôm nay ở đây đông đủ, tôi tuyên bố luôn nhá, chỉ vì chị mà con gái tôi mới ra nông nỗi này. Chính vì thế cái món nợ của nó anh chị cũng phải chịu trách nhiệm. Bà bọn con chịu trách nhiệm cái gì? Chứ lại không à, cái hồi cưới anh chị, tôi với con Thương dồn dịch hơn 500 triệu đưa cho anh chị để mua nhà. Bây giờ anh chị cứ lo trả đủ tôi xối là được. Mẹ, bây giờ bọn con xoay đâu ra 500-600 triệu? Giờ mẹ nói chuyện buồn cười rồi. Xoay đâu ra? Không xoay đâu ra thì bán nhà đi. Bà nói cái gì đấy? Không nghĩ à? Chứ lại không à? Hay là ông muốn con gái ông phải chết? Thôi, ông muốn con Thương phải chết? Hả? Im đi!